Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giải cho mọi người một quẻ kinh dịch thực tế. Đây là một quẻ của một người nữ hỏi về vấn đề có đòi được tiền hay không. Thì đây là một cái vụ mà tranh chấp về tiền bạc đấy, hỏi về cái xu hướng sau này có lấy lại được tiền hay không. Thì quẻ này được lên bằng cái series tiền. Sau khi lập quẻ thì lập được quẻ cách động hào ba, biến quẻ tùy, cách biến tùy. Và chúng ta nhìn về cái tượng quẻ, khi mà hỏi được vấn đề về đòi được tiền hay không này, mà nó rơi vào quẻ tùy. Tùy ở đây là gì? Tùy thuộc vào người khác đấy, tùy là đi theo. Thế nên là lên được cái quẻ này thì xu hướng cái cơ hội rất là thấp. Mà cái cơ hội ở đây là do ai? Là do người ta quyết định, không phải do mình. Cái quyền quyết định trả hay không là do người ta đấy, thế nên là nó lệ thuộc vào người ta. Và cho dù mình có cố gắng bao nhiêu thì xu hướng là cũng rất là khó. Xu hướng là nó phải lệ thuộc vào người ta này, tùy. Và cái quẻ đầu tiên này, quẻ đầu là quẻ cách. Quẻ cách là gì? Cách là có một cái sự thay đổi trong các cái cơ chế. Có thể là đang có một cái ý kiến gì đó, đang có một cái sáng kiến gì đó, đang đưa ra một cái cách giải quyết gì đó mới đấy. Và nhưng mà vẫn biến tùy, cách biến tùy thì vẫn là cái cách mà vẫn lệ thuộc vào người ta rất là nhiều. Mình không thể làm gì được nhiều đâu, chỉ trong cái thế là mình chờ đợi thôi, được thế nào thì hay thế đó. Và trong cái tượng ngũ lục hào ấy, thì chúng ta xem về tiền bạc thì chúng ta xem mà hào tài. Hào tài đây, hào tài ngọ đúng không? Ngọ thì được tháng rồi, lâm nguyệt kiến rồi, rất là vượng đúng không? Chứng tỏ cái đồng tiền đây rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà tài ở đây ẩn phục dưới huynh đệ này, ẩn phục dưới huynh đệ. Huynh đệ thì nó khắc tài đấy, xu hướng cái tượng này là xu hướng là mất rất là nhiều, mất, nguy cơ cao là mất đấy. Và gì, huynh đệ lại chỉ thế nữa đúng không? Huynh đệ chỉ thế, tượng là mất tiền, lại huynh đệ động nữa. Huynh đệ động là trong cái quá trình người ta đang xem quẻ này, là trong cái quá trình hiện tại bây giờ ấy, có vẻ tiền đang mất thêm, đang mất thêm. Ngoài cái tiền, số tiền này này, số tiền đang bị ẩn phục, số tiền đang đi đòi và hiện tại đang mất thêm một khoản nữa đấy, thì chị nói đúng, thì đang mất tiền nhờ một người khác tác động vào đây, quẻ cách đây, nhờ những người khác tác động vào đấy, để có thể là lấy được tiền. Thế nhưng mà vẫn chưa có cái chuyển biến lắm. Và huynh đệ động lại biến quan quỷ nữa. Đó, quan quỷ chu tước đây, chu tước là cái miệng, nó là cái vấn đề về tranh chấp. Thế nên là cái vấn đề này vẫn rất là nan giải. Mọi thứ nhá, trong các cái hệ thống của kinh dịch đấy, mọi thứ khi mà nó biến quan quỷ đều là nó thể hiện cái điều rất là xấu, rất là xấu. Đấy, biến quan quỷ, tức là cái gì? Quan quỷ tức là cái trộm cướp. Quan quỷ tức là những cái phiền muộn với mình mà nó lại nâm chu tước nữa. Thế nên là rất là mệt mỏi, thường là sẽ có sự tranh chấp. Có nghĩa là cái biến này đấy, cái khoản tiền mình vừa rót vào đây, thêm vào đây, nó vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì cả. Mà đây hợi này, hợi nhập mộ ở thìn này, đây hóa mộ này, hóa mộ. Mộ là cái ẩn tàng đấy đúng không? Động mà lại còn hóa mộ nữa thì xu hướng là không giải quyết được vấn đề gì cả, không giải quyết, không đi đâu cả, vấn đề nó vẫn như vậy, nó vẫn còn tồn đọng như vậy. Đấy, thế nên là xu hướng mình có thể trả lời là vấn đề về tiền bạc này rất là khó có thể lấy được. Và cho dù là chị có thể là dùng thêm cách nào đi nữa thì cái quyền quyết định thì vẫn phụ thuộc vào người ta. Đấy, thì ở đây có một số cái vấn đề như các bạn có thể đoán thêm về cái sức khỏe đây này. Thì cái người này đang động vào hào ba nhé, động hào ba huynh đệ này, huynh đệ mà có tài này. Đấy, hào ba huynh đệ mà có tài, hào ba, hào dương biến hào âm này, lại nhập mộ này, chứng tỏ người này này có vấn đề về tiêu hóa. Đấy, hào ba ở đây chính là cái vùng thắt lưng này đấy, thì mình đoán là người ta đang bị đang bị tức bụng. Tài đây, tài nó đang ẩn phục đây, ẩn phục dưới hào ba đây,
chứng tỏ là vấn đề về tiêu hóa thức ăn hơi kém, đấy, đang bị tức bụng. Đấy, người ta bảo là đúng, dạo này tiêu hóa kém nên bị tức bụng. Đây là một số vấn đề về về vấn đề tiêu hóa này, hóa mộ này. Hóa mộ là cái vấn đề là nó sẽ không tiêu tan được. Đấy. Và trong cái quẻ này thì chị này chỉ có hỏi là về vấn đề của con cái nữa. Thì chúng ta ngó đây, nó sẽ có hai cái hào tử tôn. Đây một hào này. Và đây cũng một hào tử tôn nữa này. Và xu hướng thì đấy, hai hào này đều lâm không vong rồi. Mình có thể đoán ngay được là hiện tại thì những đứa con của chị thường là cái tình hình bây giờ đang lo lắng rất nhiều, đang không ổn. Đứa nào cũng có đang có vấn đề ở đây. Đấy, thì chị có hai đứa, một đứa con gái và một đứa con trai. Đứa con gái thì năm nay chuẩn bị đi đi du học. Đấy, thì chúng ta đây, Mão đây, Mão là hào, Mão là địa chi âm. Chúng ta có thể lấy làm người con gái được. Mão đây, Mão lâm không vong đây. Đấy, vẫn đang có vấn đề đây này. Mão hóa tí này, là hóa hình này, hóa hình khắc, hóa hình. Đấy. Và đứa con trai đây này, đứa con trai tử tôn dần, dần là địa chi dương. À, dần ở đây nó lâm thanh long này, lâm thanh long. À, thanh long cũng không ổn đâu. Nếu mà vấn đề mà chúng ta đang đi học ấy, mà tử tôn nó lâm vào thanh long, xu hướng là dễ rơi vào cái tình trạng là chơi bời. Đấy, quan quý này, hóa tử tôn này này, quan quý nói về cái công việc, công danh của chúng ta khi mà nó hóa tử tôn, xu hướng là chúng ta khó tập trung vào vấn đề học tập. Đấy thì cái đứa con trai đầu xu hướng là bây giờ đang yêu. Đấy, thế nên nó lâm thanh long đây này. Thanh long là vui vẻ, vui chơi. Còn cái đứa con gái đây, Mão đây, chị hỏi về có đi được không, có đi nước ngoài được không. Thì xu hướng đây tử tôn đấy, hóa huynh đệ đây. Hóa hình đệ, mặc dù là hóa hồi đầu sinh vẫn là một cái tín hiệu tốt, nhưng mà đây là hóa hình Mão, tí Mão hình nhau, vẫn có một chút cái thủ tục hình liên quan đến cái hình pháp này đấy. Nó cũng có thể liên quan đến cái hình khắc, cái hình thương ở trên cơ thể, nhưng mà đây xu hướng là hỏi về cái thủ tục về đi nước ngoài thì đang bị vướng mắc cái thủ tục về hành chính này. Lâm Huyền Vũ đây đang còn dính những cái thủ tục mà nó xu hướng là cần thêm những cái khoản tiền. Và các bạn có thể thấy đây này, trong đây có cái tam hợp này, hợi này, hợi Mão Mùi này. Đấy, đây là cái hệ thống tam hợp. Thế nên là nó đang bị dính vào cái hệ thống tam hợp này này. Quan quý ở đây nó thể hiện cái chính quyền này. Chính quyền. Đấy, thế nên là cái người con gái này đấy, hiện tại là vẫn chưa thể đi được. Thì ứng kỳ của cái đứa con gái này đi ra nước ngoài là bao giờ? Thì ở đây thì chúng ta có thể là theo cái ứng kỳ, theo cái cách mà ví dụ đây hình nhá, hình thì chúng ta phải hợp cái bộ hình này này, làm cho cái bộ hình này mất tác dụng đi này. Hai là nó sẽ lâm nguyệt kiến vào đây hoặc là xung vào đây, xung hợp vào đây. Thì xu hướng cái ứng kỳ nếu mà Mão Tuất, Tuất Mão hoặc là tháng Dậu, tháng Mão hoặc tháng Dậu. Tháng Tuất, tháng Dậu. Xu hướng là tháng Tuất hoặc tháng Dậu là chúng ta có thể đi được. Đấy. Hoặc là hợp tí là tháng Sửu. Nó hợp thì nó không còn hình nữa, hình khác được. Đấy, đây là cái ứng kỳ. Sau đây là mình xin hết về cái phần giải quẻ kinh dịch ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.